ta không hưởng được, con cháu chúng ta không được. Nếu như để đất nước mất vào tay cộng sản thì là cộng sản hưởng, chúng ta không có hưởng gì hết, thế hệ con cháu chúng ta cũng không có hưởng gì hết. Thứ nhất là đừng có để cộng sản cướp đất, giành dân bằng võ lực.